À, các anh chị có trong phòng Zoom ạ. À, Hiền xin chào tất cả các anh chị mentor, các anh chị coach và các anh chị đại lý. À, các anh chị mình có nghe được tiếng Hiền nói thì cho Hiền xin phím số 1 được các anh chị. À, ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. À, hôm nay thì rất là vui là được về team của tất cả các anh chị để mà giao lưu. Thì Hiền có một vài cái câu chuyện để mà mình chia sẻ cho các anh chị thôi ạ. À, chứ hôm nay thì Hiền cũng không có dám là đào tạo hay gì cả các chị ha, mình chỉ chia sẻ là cái quá trình mà Hiền làm thôi. Thì để làm quen với các anh chị một chút xíu thì Hiền sẽ chia sẻ về cái câu chuyện bản thân của mình được không ạ? À, các anh chị có đồng ý nghe câu chuyện bản thân của Hiền một chút xíu không các anh chị? Rồi thì đến với Rugby thì đó là một cái cơ duyên các anh chị. Hiền tên đầy đủ là Lê Thị Mỹ Hiền, năm nay Hiền 40 tuổi các anh chị, và Hiền đến với Rugby là một cơ duyên. À, bởi vì ngay trong giai đoạn dịch đó các anh chị là Hiền biết đến Rugby. À, và cái người mà biết cái người mà cho Hiền cái cơ hội này các anh chị đó là bạn Huỳnh Việt, mặc dù là hiện tại bạn không còn làm nữa các anh chị. À, bạn vào làm tầm khoảng 2 tháng là bạn đã chia sẻ cơ hội này cho Hiền. Hai chị em hoàn toàn xa lạ, không biết gì nhau cả, một người ở Quảng Nam, một người ở Hồ Chí Minh, chat với nhau qua Zalo thôi, nhưng mà thông qua bốn cái từ là thu nhập thụ động nên là Hiền đã quan tâm đến cái cơ hội thời điểm đó là BSA. À, Hiền nhớ rất là rõ đó là vào ngày 6 tây tháng 12 các anh chị, năm 2021. Thời điểm đó là vừa qua sinh nhật luôn nên là Hiền nhớ rất là rõ cái cơ hội này. Hiền nghĩ là đây là một cái cơ hội gì đó mà một cái tuổi mới, mình đón một cái cơ hội mới nên là mình nhớ rất là kỹ. Và khi mà bạn chia sẻ cho Hiền là bốn cái chữ thu nhập thụ động đó các anh chị, thì Hiền mới đề nghị bạn là chia sẻ kỹ hơn cho Hiền về cái chính sách. Bởi vì Hiền xuất thân là trước đó là Hiền có 6 năm kinh doanh hệ thống. Và trước khi mà Hiền kinh doanh hệ thống thì Hiền cũng như các anh chị ở đây, Hiền là một người làm văn phòng. À, Hiền là một người làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, và có 10 năm. Có 10 năm làm cơ làm 7 năm làm trưởng phòng và 3 năm thì làm nhân viên. Thì khi mà Hiền nghe về thu nhập thụ động ở bên BSA thì Hiền thấy rất là lạ các anh chị. Bởi vì trước đó là Hiền đã biết BSA rồi, biết từ thời 2019 anh chị, lúc đó Hiền còn làm công việc kia và thời điểm đó thì công việc đó cũng rất là tốt nên là mình cũng không có một cái gì đó nhìn ngó ra bên ngoài. Và tư duy lúc đó lại là một cái tư duy là làm một job, không làm nhiều job hai anh chị ha. Tư duy thời điểm đó là như vậy, nó hơi cổ xí một chút xíu và nó hơi cổ thuộc bảo thủ nên là mình không đón nhận bất cứ cơ hội nào khác. À, vô tình là có xem Facebook của Quốc Vũ Mentor 6 sao, và từ Mentor 6 sao thì xem thêm cái Facebook của Mentor Mai Hậu, nhưng mà mình không có đón nhận cái cơ hội này và cũng không có ai chia sẻ cho mình về cái nội dung của cái USP của Rugby cả. Nhưng mà may mắn là Rugby lại gõ cửa mình lần thứ hai. Thì ngay cái ngày hôm đó thì nói chuyện với bạn, thì cùng một lúc đó ông xã của Hiền đó các anh chị cũng ngồi lướt Facebook và anh thấy một cái đoạn video quảng cáo của các mentor trong Rugby mình, và anh mới nói với Hiền là em ơi tìm hiểu cái cơ hội này đi. Các anh chị thấy nó trùng hợp không các anh chị? Rất là trùng hợp đúng không? À, thì bắt đầu là được ông xã ủng hộ mở cờ, và bản thân mình cũng đang tìm kiếm một cái gì đó sau dịch để mà mình vực dậy cái công việc của mình, vực dậy cái nguồn thu nhập của mình, nên là Hiền đã mạnh dạn. Và buổi chiều hôm đó thì Hiền ngồi với hai mentor này các anh chị, mentor Hải Vân và Quý Nguyễn. Thì hai mentor chia sẻ cho Hiền rất là rõ về chính sách hợp tác, bởi vì Hiền là một người làm hệ thống nên là Hiền rất là quan tâm về chính sách hợp tác. Và Hiền hỏi tất cả những cái USP ở Rugby, và những cái USP đó nó giải quyết được những cái vướng mắc của cái cơ hội cũ của Hiền. Và sau khi Hiền thấy là giải quyết được hết tất cả thì ngày 9 tây tháng 12 là Hiền bắt đầu tham gia vào Rugby với vai trò là đại lý. Và khi mà ngồi với mentor thì cái buổi đầu tiên luôn anh chị là Hiền hình dung ra là trong đầu của mình phải có một cái siêu thị nhượng quyền toàn cầu, trong đầu của mình là hình dung như thế. Nên là trong trong trí thức của mình luôn là 20 ngày cuối tháng 12 mình phải làm thế nào để mình có 20 người trong đội nhóm của mình, không biết bằng cách nào anh chị, không biết bằng cách nào, và cũng chưa bao giờ mình làm được cái điều đó là mỗi ngày mình có thể là tìm ra được một người, mình chưa bao giờ làm được điều đó.
nhưng mà mình phải đặt ra cái mục tiêu mà mình chưa bao giờ làm á chị, để mình biết là mình nếu như mình làm được điều đó thì mình cuối năm 2022 á mình sẽ chinh phục được vị trí là mentor và thay xuất đi Đài Loan. Mình chỉ biết cái mục tiêu năm cuối năm là mình phải làm được cái đó, mình phải có được trong tay cái điều đó, nên là mình đã ra một cái quyết định mà mình chưa bao giờ làm. Nên là sau buổi đó là Hiền lập ra một cái danh sách, Hiền lập ra một cái danh sách trên trên một cuốn sổ các chị, một lát Hiền sẽ cho các anh chị xem, nó không có được đẹp các chị nha, nhưng mà cái danh sách đó nó đã giúp cho Hiền là ra được tổng đội nhóm là 20 đồng đội, trong đó là có 12 người là từ Hiền và 8 người khách hàng đó. Thì Hiền chỉ liên hệ tuyển qua Zalo thôi các anh chị, mình cũng ngại ra đường bởi vì thời đó là còn Covid đó. Thì đó là cái câu chuyện của Hiền mà Hiền đến Ruby. Thì sau 3 tháng mà Hiền làm thì Hiền cũng có được tổng đội nhóm của mình là hơn 80 người và hoàn thành vị trí là có 3 sao. Tiếp theo thì tháng 8 thì Hiền cũng hoàn thành cái vai trò làm mentor 1 sao anh chị. Và tháng sau thôi thì Hiền cũng sẽ hoàn thành cái mục tiêu mà mình đã đặt ra ngay từ năm 2023, 22 anh chị, là mình đặt ra mục tiêu là M3. Thì tháng 6 này là Hiền sẽ hoàn thành luôn cái vị trí M3. Và cái mục tiêu của mình không dừng lại anh chị. Hiền đã đặt mục tiêu của mình là M6 từ năm ngoái rồi. Từ năm ngoái là trong đầu mình đã có mục tiêu là M6, thì năm nay thì Hiền cũng cũng phải chiến đấu đến cuối cùng là cái vị trí M6 của mình. Đạt được hay không thì ít nhiều gì thì Hiền cũng đã ở gần vạch đích vào cuối tháng 12 này. Do đó là Hiền cứ đặt ra mục tiêu và Hiền làm với cái mục tiêu đó. Đó. Thì đó là một vài cái thông tin của Hiền để mà các anh chị có thể là có thêm cái câu chuyện mình chia sẻ với những cái người mới của mình ha các anh chị ha. Và khi mà tại sao mà Hiền lại chọn Rugby, đó cũng là một vì một cái lý do như thế này các anh chị. Ngoài cái lý do nãy Hiền nói á, thì cái lý do nữa là bởi vì trong cái giai đoạn dịch á, Hiền nhìn thấy rất là nhiều người đổ xô đi mua sắp hàng ở các cái siêu thị đúng không các anh chị? Sắp hàng rất là nhiều ở siêu thị. Họ không có sợ, họ không có sợ dịch, họ không có, mặc dù có dịch rất là nhiều nhưng mà họ vẫn vẫn phải vì miếng cơm, vì vì gia đình cuộc sống họ vẫn phải đi xếp hàng. Và một cái nữa đó là họ họ vẫn đi mua gạo hàng ngày, nên là sau dịch thì Hiền cũng mở cho mình một cái cửa hàng gạo nhỏ nhỏ và làm Grabby, hai cái ngành mà Hiền đã thấy trong giai đoạn dịch. Và chính nhờ dịch thì Hiền đã có một cái tư duy thay đổi, đó là mình không làm một job các anh chị, mình không làm một job bởi vì khi mà mình làm một job thì dịch xuống hoặc là có những cái gì á nó bất khả kháng á, là mình sẽ nguy hiểm đầu tiên là mình, nên là Hiền đã làm hai hai job trở lên đó các anh chị ha. Đây là thay đổi tư duy và quan niệm tiếp theo nữa là ngày trước thì Hiền làm á, thì có nhiều anh chị nói là làm nhiều job là không tập trung. Thì lúc đó thì mình cũng đồng tình bởi vì mình chưa có nghĩ ra được, mình chưa có hiểu thấu được tập trung nó là gì. Nhưng mà bây giờ thì mình đã hiểu rồi các chị. Tức là mình chỉ cần tập trung đúng vào những cái khung giờ mà mình làm cái công việc đó thôi. Tức là một ngày mình dành 2 đến 3 tiếng thì mình hãy tập trung đúng toàn tâm, toàn lực, toàn trí của mình vào đúng cái khung giờ đó cho cái công việc đó. Đó là mình đã đạt được hiệu quả rồi. Còn hơn là nguyên một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mình làm cái công việc, một công việc thôi, nhưng mà mình lại không tập trung, mình lại lơ là, mình lại sa đà, mình không làm hết cái khả năng của mình không có đặt ra mục tiêu rõ ràng, không có vạch ra kế hoạch cụ thể đó các chị. Nên là Hiền đã quan niệm cái sự tập trung nó khác, và mình đã hiểu được là cái sự tập trung đó là như thế nào rồi. Bao nhiêu anh chị mình thấy nghe được cái câu chuyện của Hiền, các anh chị thấy có giống với anh chị thời điểm dịch không? Các anh chị nào mà vào trong cái giai đoạn dịch không ạ? Rồi, và hôm nay thì Hiền rất là vui, hôm nay là được giao với tất cả các anh chị về một cái chủ đề rất là quen thuộc đúng không anh chị? Chủ đề là phương pháp lập danh sách khách hàng hiệu quả. Thì cái chủ đề này Hiền tin là tất cả cái này ai ai cũng đã được học rất là nhiều từ các mentor xuất sắc của Rugby và cũng như là các anh chị coach trực tiếp của mình. Hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ một chút về cái cách mình cũng như là
một vài cái mà mình đã tích góp được trong cái thời gian mà mình đã làm về hệ thống đó anh chị ha. Thì Hiền xin phép hỏi tất cả các anh chị một cái câu, đó là theo các anh chị, cung có trước hay là cầu có trước các anh chị? Chị nào cho là cung thì gõ chữ cung, anh chị nào cho là cầu thì mình gõ chữ cầu nha. Cái câu hỏi này á, nó sẽ gần gần giống như câu hỏi gì các anh chị, gà với là trứng gà đúng không? Đúng không ạ? Nó sẽ khá là gần gần. Đúng rồi. Thì tất cả những cái gì của chúng ta đều xuất phát từ cái nhu cầu hết các anh chị ha. Sau đó thì bắt đầu là chúng ta mới nghĩ ra để mà chúng ta đáp ứng cái nhu cầu đó. À, nên là cung luôn luôn là có trước các anh chị. À, cung luôn luôn là có trước. Giống như cái câu chuyện trái cấm ngày xưa các anh chị có chắc chắn là các anh chị cũng nghe rồi đúng không ạ? Adam và Eva đúng không? À, cầu có trước, tức là mong muốn gì có một cái gì đó che thân. À, nên là đã đi tìm kiếm những cái lá đúng không ạ? Những cái lá để mà che chắn cơ thể. Đó là một cái câu chuyện ví von thôi, nhưng mà nó cũng sẽ cho chúng ta thấy được là luôn luôn là cầu có trước các anh chị ha. Vậy thì á, cái danh sách khách hàng mà chúng ta hàng ngày mà các mentor yêu cầu của chúng ta lập, cũng như là khi mới bắt đầu vào chúng ta đều được yêu cầu lập. Ngày trước Hiền cũng mới làm á, Hiền cũng không hiểu là sao bắt yêu lập danh sách khách hàng hoài vậy. Cái người leader của mình á kêu mình là lập danh sách khách hàng đi, lập danh sách khách hàng đi. Có bao nhiêu anh chị ngay thời điểm đầu tiên mình cảm thấy bực bội với cái việc này không? Kêu lập hoài à, ngồi lập mất thời gian muốn chết luôn. Có anh chị nào giống vậy không? Ngồi lập ra cả tiếng đồng hồ luôn á các anh chị. Thật ra là thời điểm mà Hiền lập danh sách khách hàng đó anh chị, mấy ngày luôn á anh chị. Mấy ngày, tại vì một ngày mình không có làm nhiều á các anh chị, không có làm cái việc đó nhiều, mình còn việc khác á. Nên là ngồi á hả, mấy ngày luôn. Và ghi ra rất là chi tiết cụ thể. Ghi xong á, mentor nói sai mẫu rồi. Sai mẫu rồi các anh chị. À, thời điểm đó là thời điểm công việc cũ á anh chị. Đó là bắt đầu phải ngồi lặp lại. À, và khi lặp ra, có bao nhiêu chị mình lặp ra rồi á, mình không biết làm gì không? Không biết làm gì với cái danh sách đó. Ủa sao lặp xong rồi không có làm gì hết trơn vậy? Lặp xong rồi nhìn cái danh sách đó thôi, không biết làm gì luôn. Có bao nhiêu chị giống như vậy ạ? À? Hiền đã từng như thế đó chị. Lặp xong rồi nhìn những cái chữ của mình ghi thôi. À, thấy màu này màu kia phân ra như vậy thôi, nhưng mà không biết làm gì hết trơn. À, tuy nhiên để làm được á thì mình phải hiểu được các anh chị, mình làm trong vô thức, mình làm trong vô thức á, thì mình sẽ làm miễn cưỡng, mình không có đặt tâm mình vào, mình làm miễn cưỡng. Nhưng mà khi mà các anh chị làm trong cái sự hân hoan, cái sự hiểu rõ về cái lý do tại sao các chị làm, lý do tại sao mà các anh chị lập cái danh sách đó, thì các anh chị mới hân hoan hào hứng mà các anh chị làm. Vậy thì á, cái danh sách khách hàng á, nó chính là nguồn sống luôn các anh chị ha. Nguồn sống của tất cả những người đi kinh doanh, không riêng gì với Robby đâu các anh chị, không riêng gì về chúng ta đâu, ở bên ngoài cũng vậy luôn các anh chị. Ai ai cũng phải có cái nguồn sống này nếu như chúng ta đi kinh doanh. Còn nếu như chúng ta đi làm công ăn lương thì sao các anh chị? Chúng ta cũng phải có cái nguồn sống này nha. Để làm gì các anh chị? Để chúng ta mở rộng cái mối quan hệ, sau này chúng ta cần gì? Con em chúng ta cần đi vô trường cấp 1 nào? Con em chúng ta cần vào thực tập ở đâu? Chúng ta có cái danh sách này đó các anh chị. Đúng không ạ? À? Mặc dù là chúng ta không có tận dụng nó một cách triệt để như là kinh doanh, nhưng mà chúng ta vẫn phải có cái nguồn sống này. Nếu như mà mình không có cái tệp khách hàng này thì không bao giờ cái công việc kinh doanh của chúng ta nó bền vững và nó tồn tại được đâu các anh chị. Nên là khi mà mình hiểu được là cái này là cái kho tàng của mình, cái này là cái tài sản quan trọng nhất của một người đi kinh doanh, tài sản đó chị. Mà đã gọi là tài sản thì sao? Tài sản thì phải gì ạ? Phải gia tăng. Các anh chị phải làm cho nó dồi dào lên mỗi ngày. Bởi vì nếu như chúng ta không làm cho nó dồi dào, chúng ta sẽ tài sản nó sẽ tiêu hao nữa các anh chị nha. Tiêu hao á. Bởi vì sao? Tiêu hao là sao ạ? Là lâu quá không nói chuyện, lâu quá không tiếp cận là quên nhau, đúng không ạ? Hoặc là lâu quá không không alo cho nhau, không ngồi với nhau thì sẽ gì ạ? Bớt cái sự thân thiết đi, thậm chí là gặp nhau còn ngại ngùng.
Đó, nó tiêu hao là tiêu hao theo hướng như thế anh chị, à, tiêu hao dần cái mối quan hệ thôi. Vậy thì đúng, chúng ta đã xác định được là khách hàng chính là cái người mà sẽ tạo ra cái lợi nhuận, đem lại cái giá trị cho cái công ty của mình. Và Rugby là công ty của chúng ta đúng không? Rugby là cả công ty, và chúng ta được tạo ra, chúng ta được được tạo ra cái doanh nghiệp của mình trong cái doanh nghiệp của Rugby. À, doanh nghiệp nhỏ các chị, doanh nghiệp lồng doanh nghiệp với các chị. Vậy thì chúng ta cũng rất là cần cái tệp này nha các chị nha. Rồi, vậy thì á, trong cái bước mà lập danh sách khách hàng á, ở Rugby chúng ta đã được học rồi. Chúng ta đã được học ngay khi mà chúng ta bước chân vào rồi. Đó là nằm trong đâu các anh chị nhớ không ạ? À? Nó là một trong những cái bước nằm trong đâu các anh chị? Nằm trong 7 bước thành công đúng không? Và khi mà các anh chị chỉ cần nắm được 7 bước thành công này thôi. Đây là cái kim chỉ nam để chúng ta thành công ở Rugby các anh chị. Và Hiền luôn luôn nói với đội nhóm của mình là hỏng chỗ nào quay lại 7 bước này để xem mình hỏng cái chỗ nào, mình vá lại chỗ đó, mình hoàn thiện lại chỗ đó. Thì 7 bước thành công mà ở phần lập danh sách khách hàng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở bước số 4 đúng không ạ? Nhưng để có được cái bước số 4 này nè, thì các anh chị phải hoàn thành từ bước số 1 luôn các anh chị nha. Mình phải làm luôn cả cái bước số 1. Vậy thì những anh chị nào mà chúng ta đã trở thành đại lý chính thức thì chúc mừng tất cả các anh chị. Những anh chị nào mà mình đang trong giai đoạn trải nghiệm thì mình hãy mạnh dạn ra quyết định đi ạ. Chúng ta hãy trở thành một người chính thức, một người chính thức, và chúng ta gọi là chúng ta dõng dạc, chúng ta tự hào đó các chị, để mà chúng ta bước chân vào một cái môi trường mới. Chúng ta hãy nâng cấp gói lên cái gì nha, bởi vì cái gì chung ạ, cái gì chính thức nó cũng hay hơn đúng không? À, còn mình làm trải nghiệm ấy, thì 5, 7, 21 cái rào cản nó đằng sau chúng ta nhiều lắm. Rào cản nó sẽ kéo chúng ta lại, đừng đăng ký, đừng đăng ký, cách này khó, này kia khó, kéo lùi lại. Và chúng ta bị rào cản kéo, chúng ta quên mất cái lý do vì sao chúng ta chọn Rugby. Và những cái rào cản đó thì ở Rugby giải quyết được cho chúng ta. Nhưng mà khi mà các anh chị chưa vào thì các anh chị sẽ không thấy được điều đó. Các anh chị chưa đủ nhúng mình đủ lâu với Rugby, các anh chị chưa thấy được cái điều đó. Được không ạ? Rồi. Vậy thì số 1 mình phải hoàn thành. Không có bước đầu thì không có những bước sau. À, mình muốn đạt được thành công giống như các mentor mà mình không có cái bước đầu tiên là trở thành một cái người đại lý chính thức thì làm sao chúng ta có được bao nhiêu cái có ở phía sau được đúng không ạ? Rồi. Cái bước số 2 là cái bước mà chúng ta cần phải trải nghiệm. Mình trải nghiệm cho chính ai các chị? Mình mua cho chính mình chứ mình đâu phải mua cho cái người hàng xóm. Mình đâu phải mua cho cái người lạ đâu, mà mình cũng không phải mua cho cái người code của mình nữa, mà mình mua cho chính mình, cho người thân của mình. Để mình có cái niềm tin với cái cơ hội này. Mình có cái niềm tin với Rugby. Các anh chị mua sản phẩm, các anh chị trải nghiệm cho chính mình. Các anh chị cảm nhận, các anh chị lắng nghe cơ thể mình thay đổi thì các anh chị sẽ gì ạ? Sẽ tin sản phẩm. Và từ cái việc tin sản phẩm các anh chị mới mạnh dạn. Các anh chị có niềm tin từ bên trong á thì nó mới mạnh dạn, các anh chị không bị ai đó gõ vỡ cái niềm tin đó. Còn nếu như các anh chị chỉ ngồi đó, các anh chị nghe người khác chia sẻ cảm nhận của người này, cảm nhận của người kia, ừ hay á, hay ghê luôn á, mình ghi lại, mình note lại, nhưng mà đến khi các anh chị gặp những cái sự cố, những cái sự cố của khách hàng, các anh chị chia sẻ chỉ cần một cái câu vặn vẹo thôi, nhỏ thôi, là cái niềm tin bên ngoài nó vỡ luôn các anh chị nha, bởi vì nó không có từ bên trong. Các anh chị hình dung được không ạ? Cái gì nó đến từ bên trong nó mới bền vững các anh chị. Rồi, và khi các anh chị tin Rugby, các anh chị tin cái người mà đã chia sẻ cho mình cái cơ hội này, cho mình biết với đến Rugby, thì các anh chị mới không có cái gì rào cản. Các anh chị mới vượt qua được những cái thử thách, những cái rào cản nhỏ, những cái rào kẽm gai nhỏ đó các anh chị, để các anh chị mới vượt qua được. Và các anh chị vượt qua được thì các anh chị mới bước đến xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp lớn, một cái doanh nghiệp mà 3 năm các anh chị sẽ là M3, 6 năm các anh chị sẽ là M6, hoặc là 5 năm các anh chị sẽ là M12 giống như mentor mới học đúng không? Đó, mình phải phá phá cái rào trước các anh chị. Thì khi đó thì mình mới lập được cái mục tiêu của mình. Mình lập cái mục tiêu xong rồi
mình định hình ra là cuối năm nay mình sẽ là ai rồi. Xin phép hỏi tất cả các anh chị ở đây ha, cuối năm nay các anh chị sẽ là ai? Các anh chị có thể gọi lên khung chat cho Hiền được không ạ? À? Mình là coach mấy sao, mình là mentor mấy sao. Thì khi mà mình có cái mục tiêu rõ ràng rồi á, thì cái lộ trình của mình đi á, nó mới dễ dàng đến vậy. Mình mới biết là bây giờ nếu như tôi muốn làm mentor một sao thì tôi phải làm gì. Ngồi hỏi người coach của mình, ngồi hỏi mentor của mình. Năm nay em có mục tiêu là M1 đó, em có mục tiêu là M3 đó. Thì chị hỗ trợ cùng với em, định hướng cho em phải làm gì để em đạt được cái mục tiêu này. Đó là chúng ta đang làm cái kế hoạch đó các anh chị. Chúng ta xây dựng cái kế hoạch. Và khi mình có kế hoạch rồi thì mình mới gì ạ? À? Mới biết là mình cần phải phải có đồng đội đi cùng. Đúng không? Mình lập ra mình biết mình cần có đồng đội đi cùng và ai sẽ là người đi cùng với mình. Nó chính là nằm trong danh sách khách hàng của chúng ta. Ai sẽ là khách hàng của mình? Câu hỏi đó các anh chị phải phải đặt ra. Và cái từ ai đó, đó là cái ngôi chung. Nên là khách hàng của chúng ta cũng đông vô số các anh chị. Khách hàng tiềm năng của chúng ta cũng sẽ đông vô số. Quan trọng là chúng ta lấy ở đâu và chúng ta khai thác như thế nào. Nó sẽ có những cái bước, đúng không ạ? Vậy thì bước thứ tư chúng ta mới là đến cái giai đoạn là xây dựng danh sách khách hàng. À, rồi. Vậy thì để mà mình xây dựng một cái danh sách khách hàng á, các anh chị, một cái bước đơn giản vô cùng các anh chị. Các anh chị ngồi lại và lấy một cuốn tập ra. Các anh chị ngồi lại, các anh chị vẽ sơ sơ vài cái khung như thế này thôi. Và các anh chị ghi cho Hiền theo thứ tự A, từ trên xuống dưới, theo cái danh bạ điện thoại ấy, các anh chị. Tại sao cái điện thoại người ta cũng làm theo thứ tự ABC để cho dễ kiểm soát, thì cái danh bạ của mình cũng làm theo như vậy đi các anh chị. Và khi các anh chị ghi á, các anh chị ghi á, thì các anh chị, khi các anh chị ghi như thế này thì các anh chị sẽ định hình ra được một phần nào đó, các anh chị sẽ nhớ lại được cái người mà mình đã từng ghi, hoặc là mình có thông tin, hoặc là mình miss thông tin của người này, nhưng mà không sao hết, mình cứ ghi ra ô nào miss thì mình để trống, đúng không ạ? Để mình mới mới có cơ hội để mình tiếp cận lại các anh chị. Nên là các anh chị hãy ghi ra nhé. Và khi các anh chị ghi ra, các anh chị sẽ thấy rõ chân dung của người ta. Mình hình dung lại, à, chị Lan ở Hồ Chí Minh. Lan là bạn học của mình hồi xưa. À, hồi xưa giờ mình đâu có làm kinh doanh đâu, nên mình không có ghi những cái này. Và mình cũng mất liên lạc, mình cũng không có liên lạc với người ta nhiều. Nhưng mà bây giờ mình ghi ra để bắt đầu là mình tiến hành, mình làm nóng, đúng không? Mình ham nóng. Đó. Mình ghi ra như thế thì mình mới, à, Lan này hồi xưa nó cũng rất là hòa đồng này. Nó có điều kiện cũng khá tốt này. À, mình thấy, mình nhớ mình có đi họp lớp, mình có gặp nó. À, nó mặt nó thời điểm đó mình thấy nó cũng có mụn nè. À, thích chăm sóc da điệu đà. Ví dụ vậy, mình ghi ra một vài cái thông tin như vậy các anh chị. Và các anh chị cứ ghi hết cái danh bạ của mình ra. Thì Hiền tin là các anh chị sẽ có rất là nhiều số điện thoại, nhiều cái mối quan hệ để mà các anh chị liên liên hệ ha. Nên là chúng ta đừng có hạn chế cái việc mà ngồi lập danh sách khách hàng. Hôm nay các anh chị lập được một số, anh chị làm với một số đó, ngày mai các anh chị lập, anh chị lập tiếp. Mình liên tục mình bổ sung vào cái danh sách hàng của mình. Rồi. Và khi mà các anh chị định hình ra được chân dung á, thì cái chân dung khách hàng của chúng ta thì các anh chị cần phải phải lưu ý cho Hiền là cái chân dung khách hàng của mình á, nó sẽ có những cái yếu tố như thế này. Mình cần phải lưu ý anh chị. Và mình phải đặt ra một cái câu hỏi trong quá trình mà mình lập danh sách khách hàng á. Tức là mình đặt ra câu hỏi để mình tư duy nha, là ai sẽ là người mua cái sản phẩm của mình. Cái sản phẩm mà ở cái bước số 2 á, mình đang trải nghiệm á, cái sản phẩm đó ai sẽ là người mua, và cái người mua đó, cái nỗi đau của họ là gì, hoặc là cái sở thích của họ là gì, cái sự sung sướng mà làm hài lòng họ là cái gì. Đó, mình ghi ra thì mình phải hình dung được cái điều đó các anh chị. Và cái sản phẩm của mình á, nó giải quyết được gì không? Nó giải quyết được cái nỗi đau của họ không? À, nó giải quyết được cái vấn đề mất ngủ của họ không? Cái sản phẩm mình giải quyết được cái vấn đề là đau nhức xương khớp không? Đó, các chị hình dung ạ. Hoặc là cái sản phẩm của mình có làm cho người ta khỏe hơn không? Đẹp đẹp hơn không? Da dẻ mịn màng hơn không? Đó, thì đó là những cái mà các chị cần phải lưu ý. Và mình cũng phải định hình luôn cho mình một cái câu nữa là
bao nhiêu sản phẩm thì sẽ giải quyết được cái nỗi đau đó của họ. Đó, đây là bốn câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi khi mà chúng ta lập cái danh sách khách hàng ra và chúng ta hình dung ra để mà chúng ta liên hệ với họ nha các anh chị. Vậy thì tuổi tác cũng rất là quan trọng, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ quyết định một phần đến cái thói quen, đến cái thói quen tiêu dùng, đến cái gì ạ? Đến cái kinh tế, đúng không? Đến cái tính cách. Đó, và đến cái sở thích cũng như là đến cái vấn đề của người ta. Giới tính, tính cách, sở thích, nhu cầu và quan trọng nhất là kinh tế các anh chị. Thì chân dung khách hàng là như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta tiếp cận á thì các anh chị cũng lưu ý cho Hiền là chúng ta cần phải định ra được đâu là người có nhu cầu, nhưng mà phải kèm kinh tế nha. Bởi vì nếu như có nhu cầu mà không có kinh tế cũng khó các anh chị nha. Hoặc lực bất tòng tâm, không có chi trả được các anh chị. Lúc đó thì chúng ta vô hình chung chúng ta đưa chúng ta vào thế bị động và chúng ta phải xử lý từ chối rất là nhiều. Nên là nếu như các anh chị có sự chuẩn bị trước về cái sản phẩm của mình phù hợp với kinh tế người ta, phù hợp với nhu cầu của người ta thì các anh chị sẽ gì ạ? Bán hàng nó dễ hơn. Các anh chị tư vấn xong rồi các anh chị cũng chốt sale nó dễ dàng hơn. Mình không có phải xử lý từ chối các anh chị nha. Rồi và đây là cái cách phân loại nhóm khách hàng. Ở đây thì chúng ta đều biết được rồi đúng không ạ? Nhóm khách hàng nóng, khách hàng ấm và khách hàng lạnh. Thì đa phần đó các anh chị, đa phần là khách hàng nóng. Có những anh chị khai thác rất là tốt khách hàng nóng này, thật sự luôn, đúng không ạ? À, mình làm cái là gia đình ủng hộ, mình làm cái là bà con, bạn bà con ruột thịt hai bên nội ngoại, cậu dì chú bác ùa vô mua hàng cho mình, đúng không? Có anh chị nào được vậy không, may mắn không ạ? Bạn thân ủng hộ mình có không các anh chị? Mình ra đơn mình xin vía cái là có người luôn đó. Thì đây là cái nhóm khách hàng nóng, nhưng mà đa phần chúng ta đều đều bị thất bại với cái nhóm khách hàng nóng này. Cái số lượng lớn nha các anh chị, chứ không phải là không có nha. Có những anh trong team của Hiền, có những anh chị á được người thân người quen ủng hộ rất là nhiều à, nhưng mà đa phần là cái số lượng đó rất là ít, nó hiếm hơn các anh chị. Đa phần là chúng ta khai thác ở đâu các chị, khách hàng ấm là nhiều hơn đúng không ạ? Còn khách hàng lạnh á, khách hàng lạnh á là do là Robby chúng ta là có cái khách hàng lạnh quá xịn luôn các anh chị, đó là data center. Nên là các anh chị chỉ cần đầu tư một tí tiền thôi là các anh chị có thể là khai thác luôn. Nhưng mà cái công việc môi trường cũ thì các anh chị không có data center đâu. Và gần như các công ty làm hệ thống bên ngoài á, không có cái này các anh chị. Không có data center, nên là khi mà Hiền vào đây thì Hiền thấy data center chính là cái sẽ giúp cho các anh chị không ngừng thăng tiến. Bởi vì ban đầu, giai đoạn đầu á, các anh chị khai thác mối quan hệ thì sẽ giúp cho các anh chị ở một cái vai trò nhất định, ở một cái vị trí nhất định. Giống như Hiền khai thác mối quan hệ thì Hiền lên mentor 1 sao. Nhưng cái số lượng đó nó đã giúp cho mình lên mentor 1 sao rồi thì mình phải tìm cái số lượng khác để giúp cho mình lên mentor 3 sao. Nó không thể nào một một cái nhóm người đó sẽ giúp cho mình lên mentor 1 sao mà nó sẽ giúp cho mình lên mentor 3 sao luôn đâu các anh chị. À, các anh chị hình dung ạ. À? Đó, nên là Hiền thấy là ở Robby là có cái để giúp cho chúng ta thăng tiến cái này. À, ở các môi trường khác á thì các anh chị phải tự đi gầy dựng mối quan hệ và nó sẽ lâu nha các anh chị, nó sẽ lâu chứ không phải là không được, nhưng mà nó sẽ rất là lâu, nó không có đi nhanh được. Mà thành công thì cần gì, cần tốc độ đúng không? Thành công nhanh á, tại sao chúng ta phải kéo dài sự sung sướng của chúng ta đúng không? Nó thích hơn chứ, còn hơn là chúng ta về kéo dài cái sự vất vả của chúng ta đúng không? Nên là các anh chị nào mà có mục tiêu 3 sao về nhanh nha các anh chị. 3 tháng, chậm nhất là 3 tháng các anh chị nha. Đó. Rồi. Vậy thì á, cái khách hàng ấm này á là những người nào? Những người mà chúng ta gặp nhưng mà không phải là với cái tần suất nhiều. Như là hàng xóm của chúng ta nè. À, ra ngoài thì chào hỏi nè, về nhà thì nhà ai nấy đóng cửa. Đó. Hoặc là bạn học cũ, bạn học cấp 1. Mình khai thác lại hết, bạn cấp 1, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, bạn nghề, bạn mà mình học nghề á các anh chị, hoặc là bạn mà mình đi học thêm á. Ngày trước mình ra trường mình hay học những cái ngành liên quan, ví dụ như học thêm tiếng Anh đúng không, học thêm tiếng Trung vân vân,
Thì đó, chúng ta trong quá trình chúng ta học chúng ta cũng có những cái mối quan hệ như vậy. À, đó là bạn 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 học thêm, bạn đồng nghiệp, tức là những cái người mà chúng ta đang làm trong công ty hoặc là đã làm trong công ty. Như Hiền là Hiền không còn không không có phát triển thêm bạn đồng nghiệp nữa, ở trong cái môi trường cũ bây giờ Hiền đã nghỉ đó chị. À, nhưng mà mình vẫn kết nối được và mình vẫn chia sẻ được cái cơ hội kinh doanh này, đúng không ạ? Rồi bạn hàng, anh chị nào mà đang bán, đang kinh doanh một cái line hàng nào đó, đang kinh doanh một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta gì có rất là nhiều bạn hàng, đúng không? Đó là cái lợi thế. Đó là anh chị nào mà mình có được nhiều mối quan hệ thì anh chị đó sẽ rất là lợi thế. Tuy nhiên nếu như chúng ta ít mối quan hệ thì cũng chả sao anh chị, bởi vì rất phi có cho mình đã, đúng không ạ? Nhanh gọn lẹ luôn. Rồi người yêu nữa, đúng không? Người yêu, anh nào chị nào mà có nhiều người yêu cũng là một lợi thế, đúng không? Người yêu cũ, đúng không ạ? Rồi khách hàng lạnh này á là mỗi ngày chúng ta cần phải làm nữa các chị, để mà chúng ta bổ sung vào cái khách hàng nóng. Bởi vì khách hàng nóng của chúng ta không có nhiều, nó là một cái số lượng nhất định và giới hạn, ít luôn chứ không nhiều nha các chị. Rồi khách hàng ấm thì nó cũng vậy các chị ha. Nên là cái khách hàng lạnh là khách hàng vô biên luôn, vô hạn luôn. Ở trên thế giới mình 7 đến 8 tỷ người. Rugby mình mới có bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Có 100 mấy chục ngàn thôi. À, còn bên ngoài Việt Nam mình thì sao? Bên ngoài thì Việt Nam mình bao nhiêu ạ? Gần 100 triệu dân. Đúng không ạ? Nên là khách hàng lạnh này nó rất đông, rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ làm mọi cách để chúng ta lấy được cái danh sách khách hàng lạnh này về. Từ cái Facebook của chúng ta, từ cái Zalo của chúng ta, anh chị nào chơi TikTok thì có thêm cái kênh đó, anh chị nào mà chơi càng nhiều kênh thì có càng nhiều, đúng không? Hoặc là những cái trang cộng đồng. À, có anh chị nào mà mình tham gia nhiều trang không, nhiều trang, nhiều nhóm cộng đồng không các anh chị? À, ví dụ như nhóm nào, nhóm mẹ bỉm, đúng không ạ? Nhóm cùng nghề với mình, ví dụ như Hiền làm kế toán thì Hiền tham gia vào cái nhóm kế toán, anh chị nào làm nghề y, làm giáo viên thì mình sẽ tìm những cái nhóm, những cái hội đó chúng ta tham gia vào. Trên Facebook nhiều lắm các anh chị, chỉ cần các anh chị search là có thôi. Nhóm đồng niên, mình tuổi gì, mình tuổi Hiền là Giáp Tý, đúng không? Hiền là Giáp Tý thì Hiền sẽ gì ạ? Tham gia vào Giáp Tý. Các anh chị là tuổi gì thì các anh chị tham gia vào cái nhóm đó. Họ gì các anh chị, mình đồng họ, họ là bao la luôn các anh chị, cả nước, đúng không? Đồng họ Hiền họ Lê thì Hiền tham gia vào dòng họ Lê. Đồng sở thích, nhà sở thích thì nhiều ha, rất nhiều luôn. Làm nghệ thuật nè, ai có sở thích về nghệ thuật, ví dụ như vẽ, đúng không? Ai có sở thích về khiêu vũ, ai có sở thích về cắm hoa, ai có sở thích về nấu ăn đó, ai có những cái sở thích về thể thao như là yoga hoặc là aerobic hoặc là cờ tướng vân vân, thì mình tham gia vào những cái nhóm, những cái hội đó. Nên là các anh chị đừng có nói với Hiền là chúng ta không có mối quan hệ các anh chị nha. Quan hệ là do gì ạ? Do mình sinh ra, do mình tạo ra, do mình đi lấy về. Tiền cũng do mình kiếm được. Tại sao các anh chị không có than là tiền ít các anh chị vẫn đi kiếm, đúng không? Tại sao mối quan hệ ít mình lại chấp nhận mình ngồi yên tại nhà, mình không hành động? Đó, nên là cái thời điểm mà Hiền biết bước chân vào kinh doanh đó các anh chị, Hiền là một người rất là khép kín. Bạn Facebook chỉ có 143 người thôi và không có cho ai tìm kiếm Facebook của mình cả. Các chị hình dung ạ, một người vô cùng khép kín, không cho ai tìm kiếm Facebook mà cứ trong đầu lúc nào cũng muốn đi tìm người yêu. Các chị thấy vô lý không? Trong đầu lúc nào, thời điểm đó là năm đó 22 tuổi, lúc nào cũng muốn đi tìm người yêu hết. À, không biết là đặt cái câu hỏi là người yêu của mình sau này là ai, chồng mình sau này sẽ là ai, à, và cứ đi tìm. Nhưng mà không cho người ta kết bạn, không cho người ta tìm kiếm. Những người nào mà Hiền biết thì Hiền mới kết bạn thôi, còn lại là không bao giờ họ tìm ra được Hiền. Vậy thì các anh chị thấy mâu thuẫn chưa? Đó, nên là bây giờ có những anh chị làm kinh doanh mà Zalo chặn người lạ, anh chị Zalo chặn người lạ vô lý không ạ? À, bây giờ lỡ có một người nào đó họ lướt 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 họ muốn làm với mình, họ nhắn vô một cái không được. Trong team của Hiền có nhiều bạn như vậy lắm, nhắn mà không được các chị, nói Facebook này chặn, Zalo này chặn người lạ kết bạn. Vậy thì làm sao các anh chị có được cái mối quan hệ rộng hơn, các anh chị có được những người tự tìm mình tới mình, đúng không ạ? Nên là mình hãy mở chặn hết đi các anh chị nha. Mình sàng lọc từ cái khâu mình kết bạn thôi, nhưng mà mình mở chặn đó. Rồi mình tham gia vào những cái nhóm nào ạ? À,
nhóm tìm việc online, nhóm sản phẩm mà mình đang làm đó các chị. Ví dụ như sẽ có rất là nhiều như là hội sữa nè, đúng không? Hội kinh doanh sữa, hội kinh doanh yến, hội kinh doanh, nói chung là rất là nhiều. Mình tham gia vào đó để mình lấy tệp khách hàng, mình lấy tệp khách hàng tiềm năng để mình có thể là tuyển dụng, hoặc là để mình có thể là bán hàng, đúng không ạ? Đó là những cái kênh mà các anh chị không bao giờ khai thác hết, không bao giờ hết đâu các anh chị. Nhìn cho là các anh chị làm cả ngày luôn các anh chị cũng không khai thác nổi đó. Nhóm hội à, thì đó là những cái data không đồng. Và khi mà mình tham gia vào những cái nhóm đó, mình phải biết chuyển đổi nha các anh chị, phải biết chuyển đổi, không manh động nha. Không manh động, mình nằm vùng thôi, nằm vùng, nhưng mình sẽ biết gì ạ? À? Lấy cái tệp đó về tường của mình à. Rồi một cái nữa đó là data từ công ty à, anh chị nào đầu tư thì data sẽ đi rất là nhanh, đúng không? Rất là nhanh và có nhu cầu sẵn luôn. Chúng ta khỏi cần khơi gợi, chúng ta khỏi cần gợi ý đề nghị. Mối quan hệ nóng với mối quan hệ ấm đó anh chị. Các anh chị hình dung như này, nếu như các anh chị khai thác mối quan hệ thì các anh chị sẽ mất một cái giai đoạn, đó là chúng ta cần phải khơi gợi nhu cầu, mớm nhu cầu cho họ, đúng không? Gợi ý nhu cầu cho họ, đề nghị nhu cầu cho họ. Đó, thì bù lại là chúng ta không mất đồng nào. Nhưng mà nếu mà không mất đồng nào á, là trừ khi là liên hệ qua Zalo giống Hiền thôi. Còn nếu mà các anh chị mà hẹn cà phê thì các anh chị cũng sẽ có sự tốn kém rồi, đúng không ạ? À, nhưng mà data thì sao? Data thì đầu tư một chút nên là bù lại là họ đã có nhu cầu, chúng ta không cần khơi gợi mà chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Đó, nên là các anh chị mà đánh hai cái tệp này các anh chị phải lưu ý, được không ạ? Còn với Hiền á, cái giai đoạn mà Hiền vào Robby các anh chị là Hiền thấy là nếu như mà mình không làm kịp á, thì mình sợ là cuối năm mình không không đạt được. Nên là Hiền đánh mối quan hệ mà Hiền đánh theo kiểu là data đó. Đánh theo kiểu data luôn các anh chị, là vào là gửi luôn, vào là đề nghị luôn, là rủ luôn, là rủ đi kinh doanh luôn. Các anh chị ha, nhanh gọn lẹ lắm, nên là ai từ chối thì cũng rất là nhanh à. Mình là lẹ lắm, ai từ chối thì pass qua một bên. Trong một ngày mình có thể nói mười mấy hai chục người các anh chị, bởi vì nó đâu có khó đâu, nó nhanh lắm. Mình say hi chào cái xong rồi là mình đề nghị luôn rồi, mình hỏi vài câu xong mình rủ rồi, ai nói từ chối thì dẹp qua một bên, mình đi tiếp người khác đó. Và số lượng thì nó sẽ ra chất lượng các anh chị nha. À, một ngày các anh chị chia sẻ cho 5 người, 2 người, 3 người nó sẽ khác với một ngày các anh chị chia sẻ cho 10 người, 15, 20 người. Đúng không ạ? Người ta một ngày người ta nói 20 người, mình một ngày mình nói 2 người thì 10 ngày sau mình mới đạt được cái con số người ta. Thì như thế là trong một tháng người ta đã ra 10 người rồi, thì trong một tháng mình chỉ ra bao nhiêu à? Có 2 người thôi, mình bằng 1 phần 5 của người ta thôi. Thì mình đi lâu hơn là như vậy thôi các anh chị. Đó, nên là đối với Hiền nó là gì ạ? Số lượng nó sẽ ra gì, nó sẽ ra chất lượng, xác suất nó là giống nhau, thị trường là giống nhau, cơ hội rugby là giống nhau, chúng ta bước chân vào rugby chúng ta là không giống nhau, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ khác nhau ở cái là gì ạ? Chúng ta làm với bao nhiêu người trong cái danh sách khách hàng của chúng ta thôi, được không ạ? À, nó chỉ khác nhau có chút đó thôi các anh chị. Rồi vậy thì á, khi mà mình đã phân loại ra được ba cái nhóm này thì các anh chị cần phải có gì, phân loại tiếp cận nữa. Nếu mà anh chị kỹ á, các anh chị phân loại tiếp cận ra cho Hiền, bởi vì á với những anh chị mà chưa có kinh nghiệm kinh doanh, chưa từng làm hệ thống, chưa từng đi ra ngoài kinh doanh mời chào á, thì các anh chị phải kỹ trong cái khâu này để chi, để các anh chị không bị tụt mút trong giai đoạn đầu tiên, được không ạ? Còn với Hiền thì tốt nào cũng như nhau á các anh chị, mình đã làm theo kiểu thực chiến rồi mà, theo kiểu tốc chiến, nên là mình không cần biết tay vô mình rủ hết vậy đó, được không ạ? Thà giết nhầm hơn bỏ sót, đó cái cách của Hiền làm như vậy. Còn các anh chị là phân loại ra, và mình sẽ phân ra như thế nào? Theo nhu cầu, theo kinh tế, được không ạ? Theo nhu cầu và theo kinh tế. Cái nhóm đầu tiên mà mình có thể chia sẻ cho họ là cái nhóm thứ nhất là họ phải có nhu cầu cao, đúng không ạ? Cái nhu cầu của họ là họ mong muốn có những cái sản phẩm chất lượng, họ mong muốn có những cái sản phẩm để phục vụ cho chính bản thân của họ, cho chính gia đình của họ.
họ sẵn sàng chi trả. Đó, hai cái nhóm đầu tiên này là các anh chị phải tiếp cận đầu tiên. Nên là nếu như không rập lập cái danh sách ra thì mình sẽ không có được, mình không định hình được, mình không nhớ được, trong đầu mình chỉ có nhớ được bao nhiêu người đâu, vỏn vẹn và cao lắm nha, những cái người mà các anh chị gặp hàng ngày thôi. Các anh chị không thể nào nhớ những cái người mà các anh chị đã gặp tháng trước, hoặc là 2-3 tháng trước, hoặc 6 tháng trước, hoặc là 1 năm trước, mình sẽ không nhớ được, đó là mình phải ghi ra các anh chị. Thì mình ghi ra mình mới thấy à cái người này họ có kinh tế cao này, kinh tế tốt nè, à, nhu cầu của họ thì thấy là mình thấy là họ cũng xài hàng rất là nhiều trong nhà nè, họ xài thực phẩm chức năng nhiều nè, họ chịu làm đẹp, họ đi spa vân vân, thì đó là những người mà các anh chị cần phải tiếp cận đầu tiên, đúng không ạ? Bởi vì họ sẽ có gì, vừa có kinh tế mà vừa có nhu cầu, thì cái khả năng mà mình tư vấn nó sẽ dễ dàng chốt sale hơn, đúng không các anh chị? Đó, và cái nhóm thứ hai á cũng là cái nhóm nhu cầu cao nhưng mà cái kinh tế thấp hơn tí, thấp hơn chút các anh chị. Đó, thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ cũng dễ dàng hơn nhưng mà chúng ta sẽ chọn lọc cái sản phẩm để mà chúng ta chốt sale, được không các anh chị? Robby mình có 3.000 sản phẩm luôn mà, chúng ta đâu có thiếu đâu. Với những mô hình kinh doanh khác các anh chị sẽ khó khi mà họ có kinh tế thấp, các anh chị không có khó đau sale, đúng không? Bởi vì có một sản phẩm mà, hoặc là một vài sản phẩm thôi, nhưng mà ở Robby là sản phẩm nào các anh chị cũng đau được. 1 triệu không nổi đúng không, 700, 700 đau xuống còn 500, 500 xuống còn 200, các anh chị cũng chốt được đúng không? Kiểu gì các anh chị cũng cũng chốt được. Nên là quan trọng nhất là gì ạ? Nhu cầu và kinh tế thấp vẫn chốt được nha các anh chị. Quan trọng họ có nhu cầu. Đó. Rồi, cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà có nhu cầu, không có nhu cầu gì nhiều hết. Dạng như là xài xài dạng xài kỹ, các chị xài kỹ không có chi tiêu gì cho bản thân hết. Giàu có rất là nhiều cũng như là có điều kiện nhưng mà không có chịu chi cho bản thân của mình đó. À, thì nó cũng khó các chị nha, cũng khó. Nhưng mà cái nhóm này thì nó cũng tương đối cũng chốt được các anh chị. À, có cái nhóm cuối cùng là nó khó nhất nè, là cái nhóm gì ạ? Nhu cầu thấp, kinh tế thấp. Thì mình sắp xếp theo thứ tự như vậy á, để chi ạ? Để mình biết mình tiếp cận đầu tiên những cái nhóm nào. Còn các anh chị mà bay vô đa phần nha, đa phần người mới, bản thân Hiền là xưa rày vậy đó, mình sẽ tìm cái người có năng lượng tương đồng với mình để mình chia sẻ không à, hoặc là thấp hơn không à. Nên là đa phần chúng ta sẽ gì, thì fail. Chúng ta tìm những người có điều kiện thấp để chúng ta nói chuyện. Thì không biết sao á, đa phần luôn, có anh chị nào giống vậy không? Mình hay tìm những cái người khó khăn để mình chia sẻ đó. Giống không ạ? À? Y xì luôn á. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rồi á, chúng ta phải thay đổi đi. Cái người mà có điều kiện khó, người ta muốn người nhưng mà người ta cũng không có làm được các anh chị. Thì lúc đó mình lại chia sẻ cái khác, đúng không? Mình không bán hàng thì bắt đầu mình lại chia sẻ gì? Mình là chia sẻ kinh doanh. Nên là khi chia ra như thế này nè, nhóm nào bán hàng, nhóm nào kinh doanh, chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta thấy rõ chưa các anh chị? Nhóm nào chúng ta sẽ mời mua hàng, mời ủng hộ hàng, nhóm nào chúng ta sẽ mời kinh doanh, mời hợp tác, đúng không? Mình ghi ra mình rất là thấy rõ ràng như vậy luôn. Rồi, vậy thì á, cách tiếp cận của chúng ta, nếu như chúng ta là gì ạ? À, muốn bán hàng cho họ, thì điều đầu tiên thì nói rồi, cái bước số 2 là không thể nào không có. Anh chị phải có, thì biết là nhà của anh chị cũng có rất là nhiều đồ, đúng không? Chúng ta đâu phải là thiếu nước rửa chén đâu, đúng không? Trước giờ chúng ta xài gì của Mỹ Hảo hay gì đó, đúng không? Các anh chị Sinh Lai gì đó, vân vân. Thì bây giờ chúng ta muốn bán nước rửa chén mà chúng ta nói là thôi nhà em có nước rửa chén rồi, em không xài đâu, nhưng mà em vẫn cứ thích đi bán nước rửa chén. Ha. Các anh chị không có cái sự trải nghiệm, đúng không? Các anh chị không có cái sự gì, sự cảm nhận về sản phẩm. Nên là điều đầu tiên chúng ta phải gì ạ? Chấp nhận và sẵn sàng. Hai cái này, chấp nhận và sẵn sàng thay thế đến gì, thay thế những cái mà chúng ta đang dùng mà nó không tạo ra kinh tế cho chúng ta, đúng không? Chúng ta đang tạo ra kinh tế cho ông Sinh Lai, đúng chưa? Vậy thì tại sao chúng ta không tạo ra kinh tế cho cái siêu thị online của mình? Đây là cái doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp của mình, siêu thị của mình mà mình còn không xài hàng của mình, thì mình kêu người ta mua hàng là kêu cái kiểu gì, đúng không ạ?
mình có quyền gì mình kêu trong khi mình không xài hàng của mình đó, các anh chị thấy ngượng miệng không? Ừ, nên là chúng ta phải gì thay thế trước. Mình muốn thì có những bạn mới tư vấn cái gì cũng nói nhà em có rồi em không xài, em không mua Rappi thì từ chối tư vấn, thì từ chối hướng dẫn luôn á chị. Bởi vì cái gì bạn cũng không có, không chấp nhận thay đổi mà bạn cứ muốn đi bán hàng, thì xin thưa là mình cũng không thể nào giúp cho bạn được. Bởi bạn có cảm nhận gì đâu, bạn không có cảm nhận, bạn còn không biết cái viên đó, cái sản phẩm đó nó màu gì, nó uống vị gì nữa, thì làm sao mà bạn có thể bán được cho người khác. Một cái cơ bản như thế thôi. Những người đó thì các anh chị bỏ qua cho nó khỏe nha các anh chị nha. Đó. Rồi, thay thế dùng. Dùng xong rồi dạ. Phải mang theo. Dùng là phải mang theo các anh chị, nên mang theo chiếc ra hoặc là bỏ vào giỏ một hai gói gì đó, khi mà các anh chị luôn luôn các anh chị đi ra ngoài á, các anh chị cần phải có những cái sản phẩm đó đi theo cùng. Đó. Đụng là gì ạ? Lấy ra, gặp là lấy ra, ngồi chia sẻ đúng câu chuyện là lấy ra, hoặc là ngồi chia sẻ là mình lái câu chuyện qua để mình lấy ra, được không anh chị? Đó, lấy ra tặng, lấy ra gieo. Đó. Rồi mới thuận lợi trong cái việc mà chia sẻ. Các anh chị có sản phẩm trong tay á, các anh chị sẽ có cớ nói chuyện nó dễ dàng hơn. Đúng không? Có nhiều anh chị không biết bắt chuyện á, thì cứ có sản phẩm là bắt chuyện nó dễ hơn. Thì mình phải chuẩn bị cho mình những cái này, thì chuẩn bị tốt thì tiếp cận nó mới tốt. À, tiếp cận tốt thì nó mới ra được doanh số, nó mới ra được công, nó mới ra được người nhân lực, đúng không ạ? Và mình phải là khách hàng của mình trước chứ không ai cả gì, mình phải là khách hàng của mình trước đó. Ngay khi mà Hiền vào Robby anh chị, là Hiền đặt cho Hiền một cái đơn hàng, lúc đó chả biết sản phẩm nào đâu, nhưng mà nghĩ đơn giản nè, thôi thì mình mua cái sản phẩm mà mình ăn được đi đó, mua ngay về để trải nghiệm cái gì biết không ạ? Thứ nhất trải nghiệm sản phẩm, thứ hai là xem cái gói hàng á, công ty đóng gói như thế nào. Đó là cái mà đầu tiên mà Hiền làm với Robby các anh chị. Lúc mà Hiền vào thì Hiền không hỏi sản phẩm đâu, Hiền chỉ nghe về chính sách thôi. Nhưng mà khi mà để mà Hiền bán hàng á, thì Hiền đặt cho mình một cái đơn hàng như vậy. Và ngay cái đơn hàng đầu tiên về là đã review luôn, quay video luôn, bởi vì mình biết là mình sẽ làm cái gì với cái đơn hàng đó, mình sẽ làm gì với Robby. Nên là mình sẽ chuẩn bị luôn á anh chị, chuẩn bị luôn ngay từ khâu đầu, làm cái gì cũng chuẩn bị hết, thì chúng ta mới có cái để show các anh chị đó. Và trong quá trình mà chúng ta tương tác, chúng ta chia sẻ, chúng ta từ cái danh sách của chúng ta, thì các anh chị cần phải mở rộng thêm cái danh sách của mình. Thì cái cách mà Hiền mở rộng danh sách như thế này, đầu tiên là chúng ta phải xây kênh rồi đúng không ạ? Chúng ta làm online thì cái cửa hàng của chúng ta chính là cái mạng xã hội, là Facebook, là Zalo, chúng ta cần phải xây kênh. Thì cái kênh của chúng ta nó phải vậy, nó phải đẹp. Nó phải đẹp, nó phải bắt mắt, nó phải sáng sủa, đúng không ạ? Cái cửa hàng của chúng ta phải trang trí trước khi mà chúng ta kinh doanh chứ. Đúng không anh chị? Có ai mà không trang trí cửa hàng của mình không? Đó. Vậy thì cái Facebook của mình phải, nếu như trước đó nó không có được đẹp, bao nhiêu tin cướp giết hiếp á, các anh chị xóa hết cho Hiền đi. Đúng không ạ? Những cái tin nào mà nó không có lành mạnh á, mình xóa đi các anh chị. Bản thân của Hiền cũng vậy, khi mà ai kết bạn vào mà Hiền coi cái Facebook của họ mà có những cái tin đó, mặc dù Hiền biết là có những họ share với một cái tâm thế là gọi là cho đi á, để mở rộng ra để nhiều người biết tới để giúp đỡ, nhưng mà Hiền cũng không có chấp nhận kết bạn với người đó anh chị. Bởi vì sao? Vô nhìn cái đó là mình không có năng lượng để mình làm, đúng không ạ? Nên là Hiền sẽ làm sạch cái Facebook của mình trước đó. Thì các anh chị làm sạch và mỗi ngày các anh chị đăng những cái nội dung tích cực, vui vẻ, lạc quan lên để mà mình xây kênh, để mà một ngày nào đó các anh chị sẽ có rất là nhiều người inbox vào cho mình, xin đồng hành với, đồng hành làm Robby cùng với mình và inbox vào mua hàng của mình đó. Nếu như cái Facebook của các anh chị chỉnh chu thì chắc chắn anh chị sẽ có điều đó đó. Rồi mình xây gì ạ? Mình xây kênh TikTok, mình xây kênh YouTube nữa nha các anh chị. Hiền xây kênh, những cái kênh đó luôn. Nên là Hiền cũng có những người inbox gửi để lại cái tin nhắn trên YouTube đó các anh chị, là muốn làm cùng với mình đó. Nên là các anh chị chịu khó ha, mình phải xây. Mà cái này nó là đã gọi là cửa hàng thì mỗi ngày phải mở cửa, mỗi ngày phải
quét dọn sạch sẽ, mỗi ngày phải cho những cái thông tin tích cực lên đó, mình xây dựng, mình phát triển cái kênh của mình để mình tạo dựng cái thương hiệu của mình. Các anh chị muốn bán hàng thì các anh chị đăng những cái thông tin liên quan đến đến sản phẩm như là gì ạ, kết quả khách hàng, review bản thân đúng không các anh chị, những cái video vân vân, hoặc là các anh chị có thể live stream. Còn các anh chị muốn tuyển dụng á, mà các anh chị chỉ đăng bài sản phẩm không thì sao các anh chị tuyển dụng được. Các anh chị muốn tuyển dụng thì các anh chị phải đăng những cái thông tin liên quan đến Shopee, về công ty mình như thế nào, có những cái thông tin gì hay là mình phải share lên được không ạ. Mình kể những cái câu chuyện của đồng đội của mình được không, người này như thế này, giống người này là ví dụ như là câu chuyện của bạn bạn Tính đúng không, hoặc câu chuyện của bạn Lâm đó, hoặc là câu chuyện của chính mình, hoặc là câu chuyện của G1 mình, G2 mình. Anh chị nào mà không có người nào luôn, mới toanh luôn, thì câu chuyện của ai? Của đồng đội mình. Được không ạ? À? Các anh chị, mình có câu chuyện của đồng đội mà. Đó, thì các anh chị cứ lấy câu chuyện đó để mà các anh chị kể. Ví dụ như cái người đó không là team của mình đi, nhưng mà các anh chị hoan nghênh cái câu chuyện, hào hứng với câu chuyện thành công của họ. Mình xin họ thu nhập, cho mình xin cái thu nhập của bạn tháng này nha. Xong mình các anh chị đăng lên, các anh chị kể thông tin của họ, kể một vài cái thông tin mà họ đến với Shopee trước khi họ làm gì vân vân. Thì các anh, mỗi ngày là các anh chị cũng đã có một câu chuyện rồi. Mà trong cái Zoom này thôi là 200 mấy người rồi các anh chị. Thì các anh chị có bao nhiêu câu chuyện? 200 mấy câu chuyện. Mỗi ngày các anh chị đăng một câu được không? Không có thiếu cái nội dung đăng bài. Đó, các anh chị muốn muốn tuyển dụng thì các anh chị phải đăng những cái thông tin đó để cho những cái người mà họ follow mình họ thấy à đây là cái sự thật nè. Lâu lâu mình đăng bài thì còn nói xạo, nhưng mình đăng ngày nào mình cũng đăng cái bài đó về cái người thay đổi người thôi, được không ạ? Rồi câu chuyện gì, những cái lớp mà mình học, những cái Zoom như thế này là các anh chị đăng lên được không đó, cái giá trị thông qua đó chúng ta truyền tải cái giá trị gì ạ, cái sự gì ạ, đào tạo bài bản chuyên nghiệp của Robby, của cái đối tác mà mình đồng hành, để giúp cho giải quyết được cái nỗi đau của cái người mà không biết làm, sợ kinh doanh, không biết đăng ký vào có làm được hay không, sẽ giải quyết được cái nỗi đau đó của họ. Và giải quyết được thì họ mới inbox các anh chị, họ mới inbox. Hiền đã từng làm cái điều đó, và Hiền cũng đã từng có những cái người như vậy họ inbox vào cho mình, người lạ rất là quê luôn, chưa từng kết bạn luôn các chị, không biết là họ follow mình từ lúc nào mình cũng không biết. Nên là mình phải hiểu được cái nỗi đau của cái người mà muốn làm Robby, muốn làm thêm kiếm tiền, họ có những cái nỗi đau nào, hoặc là những cái người nào mà họ muốn sử dụng cái sản phẩm họ có những cái vấn đề gì, thì mình phải định hình luôn là cái tệp khách của mình ai là cái số lượng đông nhất. Ví dụ như Hiền muốn tuyển dụng đúng không, thì Hiền sẽ đăng những cái nội dung, thứ nhất giải quyết cái vấn đề là nguồn thu nhập, thứ hai đó, cái thứ hai là đăng những cái nội dung liên quan đến lớp học, giải quyết cái vấn đề nỗi đau của họ là sợ không làm được đúng không ạ. Cái thứ ba là đăng những cái nội dung liên quan đến cái việc mà coaching kèm kẹp của đội nhóm đó, các anh chị, đó là cầm tay chỉ việc luôn các anh chị ha. Và cái thứ tư á, mình có thể đăng gì, mình cũng có thể đăng là cái giá trị của Robby là làm 2 đến 3 tiếng một ngày thôi đó, để những người mà họ muốn làm nhưng mà họ bận quá, họ muốn làm á nhưng mà họ không có thời gian á, thì họ có thể làm những cái lúc mà họ rảnh sau giờ đi làm về 2 3 tiếng đúng không, thì họ có thể sắp xếp được đó. Hoặc là mình đăng gì, những cái nội dung liên quan đến những cái người mà kinh doanh mà sợ bỏ vốn ông hàng đó, mình giải quyết nỗi đau của họ là họ sợ bỏ vốn ông hàng, họ sợ rủi ro, thì mình đăng những cái nội dung liên quan đến để mình giải quyết cái nỗi đau của họ, thì họ follow mình nhiều ngày thì họ sẽ được củng cố cái niềm tin từ chính cái bài đăng của mình các anh chị nha. Thì lúc đó là gì ạ, các anh chị sẽ có gì, có người thôi, và các anh chị nói chuyện với họ cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không các anh chị. Đó, họ follow là họ vào với các anh chị thôi. Rồi, một cái lưu ý là có những trước đây á, Hiền làm bên MLM á các anh chị, làm hệ thống, thì đa phần là đăng về phong cách chất lượng sống, cái này cũng rất là hay các anh chị, nhưng nó có một cái giới hạn như thế này nè các anh chị, đó là
người làm LLM họ đều đăng như vậy, theo một cái phong cách như thế. Nên nếu như các chị đăng theo phong cách như thế cũng tốt chứ không sao. Tuy nhiên nó sẽ bị luật, nó sẽ hạn chế ở một số nhóm đối tượng. À, bởi vì những cái đối tượng đó đó họ quen với cái việc là họ nhận diện cái Facebook. Họ nhận diện Facebook ra thì thấy à cái kiểu này là dân đa cấp đây. Đúng không ạ? Thì họ sẽ từ chối các anh chị. Các anh chị lưu ý cho Hiền cái chỗ này nha. Nên là mình đăng vẫn đăng phong cách sống nhưng mà mình kiểm soát một chút xíu để mà nó không có hơi hớm theo cái hướng MOM của các anh chị. Được không ạ? Các anh chị lưu ý chỗ này nha. Rồi, còn trên cái Facebook của đối tác của cái người á, các anh chị cũng phải xem cái mô thức hành vi của người này. Khi mà chúng ta nhận diện chân dung này kia thì chúng ta cũng phải nhận diện luôn cả cái mô thức hành vi. Họ là nhóm nào, nhóm A, nhóm DIC các anh chị. Họ là thuộc cái nhóm nào để mình biết mình tiếp cận để phù hợp theo cái nhóm đó. Ví dụ như cái nhóm mà nhóm D, nhóm Y các anh chị, họ rất là thích thể hiện trên Facebook. Họ rất là thích ăn diện nổi trội, sặc sỡ vân vân. Bởi vì họ cần cái sự gì? À, thể hiện mà họ muốn thể hiện nên là họ rất là chỉnh chu trong cái đó. Và khi mà họ thích theo cái hướng đó thì các anh chị phải cho cái mà họ thích. Nhóm D họ thích nhanh gọn lẹ, họ thích mục tiêu, họ thích quyền lợi các anh chị. À, các anh chị phải nói nhanh nếu như các anh chị tư vấn cho họ về kinh doanh hay là tư vấn cho họ về sản phẩm. Còn nhóm Y thì sao các anh chị? Nhóm Y thì họ rất là thích vui, thích chơi, họ rất là nổi nha các anh chị. Họ chơi nổi lắm, họ chơi trội, họ chơi nổi và họ luôn luôn là xuất hiện một cái là thấy cả bầu trời tươi sáng đó. Và cái nhóm này thì họ thích nói nhiều hơn thích nghe, nên là các anh chị phải là người nghe nhiều hơn người nói, được không ạ? À, các anh chị nói đúng cái của họ cái là họ ừ luôn đó các anh chị nha. Rồi cái nhóm nhóm S thì sao? Nhóm S thì họ quan tâm đến người khác, quan tâm đến những người xung quanh, con cái, gia đình vân vân, bạn bè, họ có cái sự trắc ẩn rất là nhiều. À, và cái nhóm này thì họ cần cần sự an toàn, cần sự an toàn, cần sự đảm bảo khi chốt sale. Và cái nhóm này thì các anh chị khi mà các anh chị muốn bán hàng cho họ thì các anh chị hãy nói về những cái người xung quanh của họ nhiều hơn, đúng không ạ? À, họ sẵn sàng chi trả cho người thân của họ nhiều hơn bản thân của họ các anh chị nha. Có thể là đối với họ họ kibo nha, nhưng mà đối với người thân của họ họ sẵn sàng họ chi trả đó. Rồi còn cái nhóm D thì sao ạ? Nhóm D là nhóm gì? Nhóm kiến thức. Nhóm C là nhóm kiến thức. Thì cái nhóm này các anh chị họ hỏi nhiều lắm, bởi vì họ muốn khai thác để họ có nhiều cái thông tin mà. Nên là các anh chị hãy cho họ tài liệu luôn, đúng không ạ? Cho họ tài liệu, mời họ vào Zoom nghe những cái thông tin quan trọng thiết yếu mà họ cần đó. Thì các anh chị sẽ đáp ứng được đúng cái nhóm đối tượng đó, và họ sẽ khi mà họ xem những cái thông tin họ sẽ tự thuyết phục chính họ và họ làm với các anh chị đó. Các anh chị hình dung không ạ? Còn ngoài ra các anh chị cũng cần, khi mà các anh chị hiểu được với mô thức hành vi, các anh chị sẽ xem được cái Facebook của họ họ thuộc nhóm nào luôn, chứ không cần các anh chị phải nói chuyện với họ đâu. Các anh chị nhìn cái tác phong của họ, các anh chị nhìn cái cách mà họ nói chuyện, cái hành vi của họ. Ví dụ như trong quá trình mà các anh chị nói chuyện mà các anh chị thấy họ hay như thế này nè, vuốt tóc như thế này nè, thì nhóm này là nhóm gì ạ? À, nhóm đa phần là nhóm gì ạ? À, nhóm thích thử thích sờ là nhóm S các anh chị nha. Đó các anh chị hình dung ạ? À, thì các anh chị chỉ cần cho họ thử thôi, họ thử họ thích vừa ý là họ lấy, đúng không ạ? À, tức là mình quan sát cả Facebook của người ta để mình định hình nhóm của họ. Dĩ nhiên là trong quá trình mà họ môi trường sẽ làm cho cái nhóm này nó thay đổi nha các anh chị, nhưng mà nó sẽ khá là đúng nha các anh chị nha. Đó, nên các anh chị cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng mềm để mà các anh chị có thể là đọc vị khách hàng của mình thông qua Facebook, thông qua Zalo, thông qua cái việc mà họ nói chuyện với một người khác thôi là các anh chị cũng đã nhận định được họ rồi. Được không các anh chị nha? Rồi. Và cái bước tiếp theo á là mình phải mở rộng cái khách hàng của mình. Đó là gì ạ? Mình phải kết bạn 20 người đi các anh chị. Mỗi ngày phải đi kết bạn 20 người đi. Trên Facebook, trên Zalo gì đó thì không cần biết. Trong một tháng anh chị sẽ ra được 600 người. Và khi các anh chị kết bạn như vậy á, nó sẽ có tỷ lệ, đâu phải ai cũng đồng ý kết bạn với mình đúng không? Họ hiện cho là được 400 người đi, thì các anh chị cũng đã gia tăng được 3 tháng, anh chị cũng gia tăng được 1.200, đúng không ạ? À, 1.200 người trong cái danh bạ, trong cái
cái danh sách khách hàng Facebook, mạng xã hội của mình, và mình like, mình comment, mình bình luận, mình làm ấm cái mối quan hệ đi. Vài lần các anh chị sẽ nói chuyện với họ, nói chuyện làm bạn á các anh chị, bạn xong bàn mới bàn được, bàn về sản phẩm, mới bàn về giải pháp, mới bàn về cơ hội kinh doanh, xong rồi mới bán cái giải pháp của mình. À, có cái cơ hội này, có cơ hội kia, có sản phẩm này, có sản phẩm kia, và khi bán được rồi mới bám. Bám là follow, là chăm sóc các anh chị nha. Đó, thì để mở rộng tệp khách hàng này á, thì các anh chị bắt buộc các anh chị phải gì, phải đi kết bạn với nhiều người. Và lưu ý khi mình kết bạn, mình phải xem Facebook của người ta trước, xem là nó có cái người đó có gọi là gì đó anh chị, xứng đáng xứng đáng mình kết bạn không á. À, thì nói cái từ này thì nó hơi chảnh một chút xíu không ạ, nhưng mà không phải là mình chảnh anh chị, mà là mình coi coi họ, cái Facebook của họ có sạch không á, có rõ ràng không á, có là một người chính chủ hay không á anh chị. Bởi vì họ mua hàng của mình thì mình cũng rất là cần cái người khách hàng chính chủ, người ta cần người bán chính chủ thì mình cũng cần khách hàng chính chủ, lỡ bơm hàng thì sao, đúng không ạ? Và nếu như mà họ là người đồng hành cùng với mình thì mình cần phải biết rõ họ chút xíu thông qua cái kênh mạng xã hội của họ, được không? Đó, nên là phải chọn lọc nha các anh chị nha. Rồi, và mỗi ngày á, tương tác nói chuyện ít nhất là 5 người một ngày các anh chị, để mà các anh chị mới ra được cái tỷ lệ nó mới chuyển đổi cho các anh chị. À, chúng ta làm không có nhiều thời gian, một ngày 2 3 tiếng thôi, thì các anh chị cũng phải tranh thủ cái buổi sáng sớm là các anh chị đã đi đi say hi với người ta rồi. À, thì để trong ngày người ta còn chat với các anh chị, còn nói lại với các anh chị nha. Chứ còn tối mình về á, mình mới say hi á, thì mình vừa nói được 2 3 câu ấy, họ ngủ mất tiêu rồi. Nên là nếu như muốn bắt chuyện một cái người nào đó thì sáng sớm là hãy làm đi các anh chị. Ví dụ như các anh chị muốn gọi data đúng không, thì sáng sớm giờ này nè, 7 giờ là data về đúng không, thì các anh chị phải phải lo, các anh chị nói rồi say hi với họ trước, qua Zalo, các bạn Zalo với họ trước rồi, để mà mình gì à, có cái sự tương tác sớm, sau đó thì trong ngày nó mới diễn tiến ra các anh chị đó, được không ạ? À, rồi, và nếu như mà anh chị nào mà còn sợ là mình không có mối quan hệ nữa, thì xin thưa các anh chị nhìn vào đây, dân số Việt Nam đây các anh chị, năm 2024 98 triệu dân, không có lý do gì là không có mối quan hệ nha, chỉ là mình không chịu đi tìm kiếm mở rộng mối quan hệ mình thôi, được không ạ? À, rồi Hiền cho các anh chị xem cái danh sách khách hàng của mình một chút xíu nha. Đây là cái danh sách khách hàng của Hiền khi mà Hiền làm, ngay thời điểm mà Hiền vào anh chị, Hiền làm để Hiền có thể là show ra cho đồng đội, show ra cho mọi người cái kết quả của Hiền. Mặc dù đó là Hiền không biết là Hiền làm có thành công hay không, nhưng mà Hiền cứ làm, Hiền làm và Hiền show ra để sau này có cái mà mình kể lại cho team. Mình phải có câu chuyện để kể các anh chị ha. Đây là cái danh sách khách hàng của Hiền đây các anh chị. Nó không có được đẹp đúng không ạ? Nó chỉ có 3 cột thôi, một cột là tên, một cột là khách hàng, một cột là đại lý. Tức là cái người nào mình chia sẻ kinh doanh á thì mình để bên cột đại lý. Người nào mà mình chia sẻ khách sản phẩm á thì mình để bên cột khách hàng. Được không ạ? Và cái khi mà người nào mà Hiền ghi ra các anh chị là bắt buộc người đó Hiền phải có dấu tích chữ X. Hiền chia sẻ xong là Hiền phải có tích ngay các anh chị. Chia sẻ xong tức là gì? Nói được với họ về Robby là Hiền sẽ tích vào anh chị. Robby về sản phẩm cũng được, Robby về đại lý cũng được, nhưng mà mình phân định ra người nào mình chia sẻ kinh doanh, người nào mình chia sẻ về sản phẩm. Đây là do Hiền đã có kinh nghiệm rồi nên là Hiền làm theo cái cách này nó đơn giản nha. Còn anh chị nào mà chưa có kinh nghiệm thì phải làm theo cách kia trước để cho mình hình thành được trong đầu nha anh chị. Còn trong đây là Hiền đã hình thành được rồi đó, thì đây là cái kết quả của Hiền anh chị. Đây các anh chị thấy không ạ? À, Hiền làm thời điểm đó là Hiền làm như thế này luôn, để Hiền có minh chứng cho team của Hiền, để sau này Hiền biết là nếu như mà mình thành công cái này á là mình có cái để mình chỉ cho người ta làm đó, chứ mình không có ghi ra thì mình không có chỉ cho người khác làm được đó, các anh chị thấy không ạ? À, 312 người trong vòng 20 ngày đó các anh chị, là Hiền chia sẻ vừa sản phẩm vừa kinh doanh, thì kết quả nó vẫn như các anh chị thôi, nó cũng chả có gì xuất sắc hơn đâu ạ. À, nó cũng tỷ lệ 20-80 thôi, được không ạ? À, là đều là mối quan hệ hết. Ngày đầu tiên 16 người, đâu có người nào đồng ý đâu. Ngày thứ hai 15 người cũng từ chối mình. Ngày thứ ba 15 người, thì trong 3 ngày 46 người thì Hiền mới có 4 người đồng hành. Vậy thì 42 người từ chối đó các anh chị thấy không ạ? À, số lượng từ chối đâu có ít đâu, nhưng mà quan trọng là gì,
Hiền không tập trung vào số lượng người từ chối, Hiền tập trung, Hiền đi tìm 20 người, 20 người để ra được cái con số mà mình, cái mục tiêu của mình đó là 20 người thôi. Cứ đếm dần lên thôi, đến ngày 14 có 5 người rồi, đến ngày 17 có 6 người rồi, cứ đếm 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 như thế thôi anh chị. Còn bao nhiêu người từ chối thì đến cuối tháng thì mới tổng kết ra. Thì mới thấy rồi 312 người thì hết 200 mấy người, 290 mấy người từ chối mình. Nhưng mà đó là gì ạ? Đó là vốn phải như thế. Đó là chuyện phải như thế. Mà cái gì nó là phải như thế thì không thay đổi được nha. Không thay đổi được, chỉ là gì ạ? Chúng ta phải làm nhiều hơn thế. Để cái tỷ lệ của chúng ta gì ạ? Ra thôi các anh chị, được không các anh chị? Nên là không có gì khó cả, quan trọng là chúng ta tập trung, chúng ta làm, chúng ta gì ạ? Xác quyết với cái mục tiêu của chúng ta thôi các anh chị nha. Rồi, ok, cái buổi chia sẻ của Hiền đến đây là hết. Hiền cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe ha. Hiền xin phép là nhường mic lại cho chị MC được không ạ? Rồi, không. Chị MC này cắt đi rồi. Ok, có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Slide cuối hả? Ok, slide cuối để em share lại. Vâng. Tuyển người hả các anh chị? Bây giờ là giai đoạn tốc chiến. Các anh chị làm theo cách của Hiền cũng rất là hay các anh chị. Lập danh sách ra, mỗi ngày ra. Và các anh chị inbox câu cho người ta, chat với người ta. Say hi với người ta chat lại thì mình nói tiếp. Không chat lại thì mình bỏ qua mình đi tiếp. Nhưng mà hôm sau phải quay lại nha các anh chị. Các anh chị phải có một cái kỷ luật như vậy. Mỗi ngày những cái người mà mình ghi ra. Em đang muốn hỏi về khía cạnh tuyển dụng á, thì tức là mình đang muốn đẩy nhanh tiến độ và mình sẽ đi thẳng vào trọng tâm luôn. Thế thì cho em tham khảo cái cách mà chị nói chuyện với mọi người, cái kịch bản để mà mình say hi rồi mọi người trả lời, thì sau đó mình sẽ giới thiệu cái gì, mình sẽ chia sẻ cái gì để cái câu chuyện đó nó dễ được đón nhận ạ. À, thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình nên chuẩn bị một cái đoạn script ngắn. Bởi vì khi mà mình biết là khi mà họ tương tác với mình, họ hỏi đến Robby á, thì mình sẽ có một cái đoạn đó để mình giới thiệu ha. Thì cái đó thì nó sẽ, em nên chuẩn bị một cái đoạn nhỏ như vậy. À, để mà mình có thể là copy chat cho nó nhanh. Đó. Còn đầu tiên thì cũng say hi, sau đó thì họ cũng hi lại, đúng không? Họ hi lại thì mình sẽ hỏi họ vài câu thôi. À, dạo này khỏe không anh? Công việc sao rồi? Anh đang làm cái gì? Đó thì bắt đầu họ cũng sẽ nói cũng vậy, cũng thế thôi, anh cũng làm xây dựng vân vân, ví dụ vậy. Thì bắt đầu là Hiền rủ luôn. À, hiện tại thì em đang kinh doanh một cái siêu thị online nhượng quyền. À, với 3.000 sản phẩm. Đó thì lúc này là hiện tại em đang kinh doanh á, là mình đã có một cái đoạn script rồi, đúng không? Mình copy mình paste qua. Đó, kinh doanh với 3.000 sản phẩm thì ví dụ mình liệt kê ra những cái ngành hàng của mình á, thời trang, thực phẩm chức năng vân vân, mình liệt kê ra. Thì em đang cần người hợp tác cùng đồng hành với em. Đó thì anh làm cùng với em nha. Đó thì rủ như thế thôi các anh chị, không có một cái gì nó siêu cao với các anh chị nha. Và bên em thì không có gì ạ, không có cần bỏ vốn nhập hàng, không cần đóng gói, không cần ship hàng đó. Và cái không cuối cùng á, thì mình phải xem cái người đó họ họ phù hợp hay không. Ví dụ như cái người đó họ đang làm văn phòng, họ rất là bận rộn, thì mình sẽ nói gì ạ, không cần phải áp lực về thời gian, được không ạ? À, cái không cuối cùng của mình á. À, hoặc là cái người đó họ họ rất là họ đã từng kinh doanh rồi nhưng mà họ đã ôm hàng nhiều quá rồi, thì mình nói là không áp lực về doanh số, tức là mình sẽ chọn cái không để mình đưa vào rất phù hợp với cái người đó. Hoặc là cái người mà trước đây mình đã chia sẻ với họ về MOM rồi mà họ ngại, thì bây giờ là mình là không đa cấp, được không ạ? À, nó rất là nhiều cái không cái có ở Ruby, tuy nhiên là mình sẽ biết cái nào để mình đưa vào cho nó phù hợp với cái người mà mình nói. À, thì sau đó thì họ hỏi tới thì mình tiếp, còn họ không hỏi tới thì mình sao, mình cũng không xử lý từ chối anh chị. Bởi vì thời điểm đó là Hiền rất là cần số lượng, Hiền rất là cần nói chuyện với nhiều người để mà Hiền ra được cái tỷ lệ, nên là Hiền tạm thời Hiền móc neo lại thôi đó. Sau khi mà mình xong rồi mình làm quay lại mình chia sẻ, mình xử lý từ chối sau
Đó thì đó là cái cách của Hiền trong giai đoạn mà Hiền làm tốt chiến đó. Xử lý từ chối sau là sao chị nhỉ? Tức là khi mà họ từ chối á thì mình sẽ không có hỏi thêm dần lần nữa. Hình dung không? Em hiểu rồi, tức là sàng qua một lần, tức là vừa mới nói ra mà ai đó cảm thấy hơi quan tâm thì mình đi tiếp, còn nếu như mà ai chưa quan tâm thì cứ để họ follow tiếp đã. Bởi vì Đó, thời điểm đó mình chưa có một cái gì hết, mình là số 0 ở rugby mà, họ mình có gì đâu, nên là mình nói thêm thì họ cũng chưa có quan tâm đâu, nên mình cứ đi tiếp vậy thôi. ok, em cảm ơn chị nhiều ạ.